Hôm nay mình sẽ làm về cái clip mở hộp cái quạt không cánh mini nha. Mình này mình săn sale ở trên Shopee nha các bạn. Và nó được gửi từ một cái bà vận chuyển ở nước ngoài, không phải là Shopee Express nè. Nên là khá là lâu nên mình mới nhận được ha. Thì cái quạt không cánh này thì ở trên Shopee thì nó bán rất là nhiều loại mà. Thì mình thấy cái loại này nó cũng dễ thương, nó cũng thấy nó to hơn cái loại tròn tròn á, này nó có một loại tròn tròn mà, còn cái này nó hơi vuông vuông tròn tròn giống như của trứng gà vậy. Mình thấy cũng được, mình thấy cái giá sale nó ok mình mua ha. Thì bạn nào không thích thì bạn có thể mua cái loại mà màu tròn cũng được, mà nó cũng có loại mà dài dài nữa. Đó. Thì nên mình sẽ mở hộp thôi, thì sử dụng bên ngoài thôi, thì cái thông số như là những thông số cơ bản rồi ha. Công tắc và đèn led hiển thị đầy đủ nha. Và cái nguồn là 5V 1A, dùng để sạc cho cục pin là 3.7 2000, thời gian sạc là 4 giờ và thời gian sử dụng là 10 tiếng ở chế độ 1 ha. Đó. Thì đó những cái thông tin cơ bản ha. Đó, tên là vật liệu của sản phẩm là ABS nhựa PC. Đó. Thì quạt không cánh thì bạn nghe nói quạt không cánh thì bạn tưởng không có cánh nhé, chứ là có cánh các bạn, nhưng mà nó làm theo kiểu như là nó giấu cánh đi, với lại nó làm nhìn nó sẽ sang trọng hơn và nhìn nó hiện đại hơn. Thì clip trước đó mình đã có làm về một cái quạt không cánh mình tự đi làm á, mình tự làm ống nhà, thì bạn cũng thấy rồi ha, mình in 3D cái khung để mà tạo gió rồi mình đã có thành công rồi ha. Thì hôm nay mình sẽ mua cái này về cho mình tự xem coi là cái cách họ làm cái mini này thì cái khung nó như thế nào. Thì mình chắc có thể là mình sẽ làm một cái quạt không cánh từ cái này luôn, nhưng mà mình chỉ lấy cái khung này thôi, mình chỉ lấy cái khung này thôi. Cái chủ yếu mình mua cái này về là mình lấy cái khung này các bạn, khung là cái khung tạo gió các bạn. Đây mình tại mình có một tay rồi nên là cầm nó cũng hơi khó các bạn. Đây nó rất là cái dây sạc các bạn, thì bên trong thì mình có dây sạc các bạn, micro USB các bạn. Thì đây là cái nhà chính là mình thì bỏ trong một cái bọc cũng khá là ok, cầm rất là nặng tay các bạn, cầm rất là nặng tay. Đây mình sẽ test luôn, đây đây là có cái cục kim trong đây nè, nó có cái motor có flash, cái motor này giống trong những cái quad những cái con quad mà xịt ra rẻ bạn khoảng 200.000 á. Đây là motor chổi than các bạn, các bạn có thể mua về đậu hành không chổi than cũng được, nhưng mà nó rất là ồn, tại vì nó chạy theo kiểu này thì nó hơi ồn lắm. Mình đó. Đây mà cái cấu tạo bên ngoài đó. Gió thì đi đây hút vô này và thổi vào cái khung này, đây mình sẽ thử luôn này, cầm rất cũng chắc tay các bạn, mình sẽ thử đó. Bước một đó thì gió nó cũng hiu hiu các bạn, thì cứ hiu hiu lại chứ không có được mạnh đâu. À, cái tiếng ồn nó khá là ồn các khá là ồn rồi. Thì ở mức 3 này thì mình thấy nó khá là mát các bạn, cái gió của nó không phải là gió như gió quạt của loại cánh ba lá nha bạn, mà là gió của nó hay kiểu như là gió êm các bạn, gió như gió tự nhiên á, bạn nằm võng của bạn nằm vòng ngoài đồng á, thì gió kiểu kiểu giống vậy á. Mình nên là cái gió này nó dễ chịu hơn và nó không có gây cảm giác khó chịu ha, mà rất phù hợp cho những bạn nào mà có em nhỏ nhỏ, bạn có thể đi qua thành một quạt không cánh này cho em bé ha, rất là hay dùng cái quạt khung này đó. Em sẽ thử lại khá là ồn các bạn, do là cái nó xài theo kiểu như này, kiểu hút gió theo kiểu này thì motor không có cho than nữa thì chạy rất là ồn, và cái cấu tạo cánh quạt này cũng là dạng giá rẻ nên là nó không có độ hiệu suất cao ha, mà nó cũng ồn đó. Đây. Thì các bạn có nhiều bạn tưởng đó là gió nó sẽ đi qua khung này là thôi và đi ra thôi là tạo mát, nhưng thực chất là không phải nha các bạn. Thì người ta làm ra cái khung này không chỉ đơn giản như là để trang trí đâu, các bạn lưu ý là cái khung này nó có một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng áp suất nha bạn, mình nói là gì cho bạn dễ hiểu không, hay là bạn nào có thể lên Google là hiệu ứng anaconda các bạn, hiệu ứng này là hiệu ứng giống như trong cánh máy bay nha bạn,
thì khi mà gió đi vào cái khe này, trong đó là những cái khe nhỏ nhỏ này, thì nó sẽ bị nén ra và nó sẽ bò theo cái khe này và đi ra ngoài, đồng thời nó sẽ tạo ra một cái áp suất âm, là do là cái khung này nó có cái dạng là như hình giọt nước nha các bạn. Thì chỗ này, cái khung này, cái rìa nè, thì gió ở bên ngoài sau lưng của cái này nó sẽ tự động nó là bị lôi vô trong ngoài sau lưng, nó lôi vô luôn, là ở dưới này thì thổi là một, nhưng mà nó lôi vô thêm nữa là khoảng 15 lần kiểu vậy. Và ở trên cái rìa bên ngoài xanh xanh này nó cũng bị lôi vô luôn và nó đi ra ngoài. Đây là cái nguyên lý của quạt không cánh à. Thành ra là gió rất là êm mà nó không có ồn, rất là phù hợp cho những cái bạn nào thích sự yên tĩnh và gió mềm như thế này, nên gọi là gió mềm mà soft wind đó bạn. Đấy. Nên là mình cái mục đích chủ yếu mình mua cái này về á, không phải là để cầm để mà quạt như thế này, là mình dự định là mình sẽ cắt nó ra, mình chỉ lấy cái khung này thôi để mình làm một cái quạt không cánh hiệu suất cao hơn, dùng cũng là dùng củ sạc luôn hoặc là pin dự phòng. Đó, mình cải tiến nó lên để mình làm cho nó hiệu suất nó cao hơn. Mình sử dụng một cái quạt, mình định là mình làm một cái quạt công, cái quạt xỏ của Toyota các bạn. Mình gắn vào mình thử đây, thì chắc chắn là clip sau mình sẽ quay về cái quạt đó cho bạn xem ha. Đó. Thì cái lúc này mình chỉ review và test sản phẩm thôi. Nhưng mà các bạn nào muốn mà mua về cho bạn em nhỏ chơi cũng được các bạn ha, chứ không nhất thiết phải là mua về chế, bạn phải mua về chơi hoặc là mua về khám phá bung ra coi như thế nào, thì cái giá cũng rẻ nha các bạn. Bạn nào mua mình mua bạn mua trong nước thì nó mắc hơn khoảng 100.000, còn bạn mua sale qua Shopee nước ngoài thì nó khoảng cỡ 70.000 hoặc là 50.000 thôi. Bạn cần sale mua nó rẻ nhựa khá là chắc chắn nha các bạn. Chỗ cái đèn đỏ này khá là dày dặn các bạn, cũng tuy là giá rẻ nhưng mà cái khung nhựa này nó làm nó rất là dày nha bạn, không phải hậu ẹp nha, cái này rất cứng các bạn, cầm mình bóp nên không có bị kêu luôn các bạn, cầm nó rất là chắc chắn các bạn, không có kiểu như là đổi, không mình không nghĩ là cái này đổi dễ, mà mình thấy nó khá là chất lượng các bạn. Mình thấy rất là đáng tiền khi mua cái này, tuy là nó quạt không mát như là quạt ba lá nhưng mà cái gió sẽ êm, tại do là cái quạt này cái sàn motor yếu nên thấy mà mình thấy nó yếu rồi, chứ các bạn đổ lại thì nó rất là mạnh. Đây chưa sàn các bạn, mà nó bị hay là các bạn có thể đổ thành motor có cho than không cho than vào đây cũng được, nhưng mà nó khó nha bạn, tại vì cái motor không cho than mà nó nhỏ cỡ này thì không bao giờ có mà nó rất là khó bạn. Các bạn thể đổ một cái quạt sò trong đây cũng được, mình nghĩ nó cũng hơi khó đấy. Đâu vậy? Đó. Các bạn nào có thắc mắc về cái quạt không cánh này nguyên lý hay là về cái tự động như thế nào thì bạn có thể inbox Zalo cho mình ha. Thì cái link mua cái này mình sẽ để phần mô tả luôn, các bạn nào muốn